Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh truyện tổng hợp. Trong chapter 1113 trước đó, Thánh Ma đã tiếp cận được Punk Record và hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy nó. Phần đầu khổng lồ của Vegapunk được tách ra khỏi cơ thể tồn tại riêng biệt, vẫn còn sự sống dù chủ thể đã chết, thậm chí Ma cho rằng nó có ý thức riêng. Lúc này cả thế giới đã sẵn sàng lắng nghe thông điệp của tiến sĩ Vegapunk khi thời gian đếm ngược chỉ còn 30 giây. Ma nhanh chân dẫm nát con hai Shinedanmushi dưới sàn nhà mới phát hiện ra đó chỉ là một cú lừa. Nó là Danemushi thông thường được giấu trong cái vỏ giống hệt phiên bản streaming. Quá cay cú, Thánh Ma liền biến thành Itsumade đâm thủng Punk Record bay ra ngoài, tiếp tục dùng Haki quan sát dò tìm vị trí của con Danemushi thật. Nhưng Vegapunk đã có sự chuẩn bị từ trước, rất nhiều Danemushi xuất hiện trong lap phay mà thời gian thì đang chống lại ông ta. Đếm ngược kết thúc, Vegapunk bắt đầu bài diễn thuyết trước sự hoảng hốt của Ngũ Lão Tinh. Nhận thấy cơ hội, Sanji vội phi đến giúp vỡ alo Thánh Nasuzuru. Anh cũng ăn một đợp của ông ta, nhưng Oimo và Kashi đã kịp thời xuất hiện giữ chặt Nasuzuru, tạo điều kiện để Body dùng tương lai méo mó khổng lồ hóa bản thân rồi tặng ông ta một cái đạp. Phía bên trên thì Thánh Saturn đã leo tới tầng thí nghiệm và nhắm vào Robin, tuy nhiên băng mũ rơm đã cực kỳ quả cảm, xả thân bảo vệ đồng đội. Trong khi đó thì Vegapunk đang cho cả thế giới biết hai tội lỗi nghiêm trọng mà ông đã phạm phải. Điều này có thể khiến bản thân ông nhận sự trừng phạt, nên Vegapunk đã thu sẵn Vero này để nó tự động phát sau khi ông qua đời. Cả thế giới bị sốc khi biết tin tiến sĩ Vegapunk đã chết, và còn sốc hơn nữa khi nghe ông nói tất cả sắp sửa chìm xuống biển. Mọi chuyện thì thực ra là như thế nào? Thì xin mời anh em tới với bài phân tích One Piece chapter 1114 mới nhất mang tựa đề Đôi cánh của Icarus. Tại trụ sở mới của Hải quân ở Tân Thế Giới, một không khí hoang mang đang bao trùm phòng họp của các sĩ quan. Chuẩn đô đốc Hina, Cụi Đen cùng gian chỉ huy tổng bộ cùng xuất hiện. Đa phần đều không biết Vegapunk đang nói cái gì, nhưng một số người biết rõ khả năng của Vegapunk như Hina, họ bắt đầu cảm thấy lo ngại. Akainu cũng vậy, không còn cau có hay đập bàn, đập ghế chửi thề nữa. Vẻ mặt hắn đang cực kỳ nghiêm trọng bởi đây là vấn đề tồn vong của thế giới. Đó là phản ứng của Hải quân, giờ tới biểu cảm của người dân trên khắp nơi trên thế giới. Đảo Zaya, nơi có những tên hải tặc đần độn nhất thế giới mà tiêu biểu là băng nhóm của Bellamy, Linh Cẩu. Chúng cười nhạo Vegapunk là gã thần kinh. Bọn vô học này cho rằng ông chết rồi còn muốn kéo thế giới chết theo. Mỉa mai thay ông là thiên tài cái chó gì, làm thế nào mà thế giới có thể chìm xuống được. Từng được cầm đầu bởi một tên Linh Cẩu nên không có gì là khó hiểu trước sự óc chó này. Kiến thức khoa học là cái gì đó vượt quá khả năng tư duy của bọn chúng. Không giống như vậy, thợ đóng tàu hạng nhất như Paulier của công ty Galila hoàn toàn hiểu tình hình hiện tại. Anh ta nhìn thành phố Water Seven đầy lo lắng. Một số người dân ở đây tin rằng Water Seven sắp chìm thật. Cứ nhìn mực nước biển hiện tại thì rõ, nhưng nếu là cả thế giới thì họ có chút nghi hoặc. Mặc dù vậy thì với công nghệ đào nổi của Iceberg, Water Seven sẽ không thể bị nhấn chìm. Nếu thế giới này bị ngập trong nước biển thật thì lúc đó công nghệ này cùng với tàu hỏa chạy trên biển sẽ giúp công ty Galila thu về bộn tiền. Chuyển cảnh tới Impendao, thiên dạ xoa Don Quixote do Flamingo đang cười rất to. Hắn vẫn nằm đó như trong lần cuối xuất hiện. Đâu phi cực kỳ phấn đào. À, khích. Trước những biến cố cực kỳ khó tin xảy ra bên ngoài, Magellan cũng chú ý bảo đảm sự an toàn cho Doflamingo khỏi đám sát thủ bên trên cử xuống. Bằng chứng là Luffy vẫn sống khỏe mạnh dù bị xích bằng đá biển. Hắn bảo Magellan sắp tới sẽ có rất nhiều việc để làm nếu lời Vegapunk là thật. Ông ta ngồi bên ngoài cùng với một con Danemushi. Doflamingo được đặc cách lắng nghe thông điệp của Vegapunk cùng trưởng của Impendao. Có lẽ nhờ thân phận cựu Thiên Long Nhân và Thất Vũ Hải, Magellan nói rằng việc nước biển dâng mới đây nhưng đã gây ra hỗn loạn ở một số buồng giam do nước tràn qua cổng nhà tù và làm ngập tầng đầu tiên. Các tầng dưới tạm thời vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi hải quân đã khắc phục được tình hình. Nhưng mới dâng có 1 mét đã vậy rồi thì cứ đà này sớm muộn gì thì cả nhà tù cũng thành cá trong bể hết. Magellan hỏi Doflamingo liệu nước biển dâng thêm bao nhiêu thì mới đủ nhấn chìm thế giới. Hồng Hạc nhận định rằng chỉ cần thêm 5 mét nữa là mọi đô thị sẽ biến mất, không hòn đảo nào còn sinh sống được. Hắn tự hỏi phải chăng tất cả nên di rời tới nơi cao hơn và cao hơn nữa. Nhìn vẻ mặt của Doflamingo thì có lẽ hắn đã biết trước mọi sự việc sẽ thành ra như thế này. Và nơi cao hơn nữa mà hắn nhắc tới đang ám chỉ thánh địa Marengoes. Nếu không nơi nào trên thế giới an toàn nữa thì chỉ có đỉnh Red Line, nơi cao nhất thế giới có thể tồn tại bất chấp thiên nhiên thay đổi ra sao. Sở dĩ Doflamingo có thể ép Ngũ Lão Tinh chấp thuận cho hắn từ bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải để lừa lo, sau đó lại khôi phục như cũ là bởi Doflamingo đem bí mật về kho tàng của Marengoes ra uy hiếp. Là cựu Thiên Long Nhân, Doflamingo biết nhiều thứ mà người khác không biết. Có lẽ hắn đã đoán trước được tình huống này và người ta sẽ nhắm đến nơi cao nhất của thế giới nếu muốn tồn tại. Đó là nơi ở của Thiên Long Nhân, dân thường sống trên đó chỉ có nô lệ. Sẽ ra sao nếu ngay cả Marengoes cũng không được an toàn đây? Một khi thế giới tin tưởng thông điệp của Vegapunk, thánh địa Marengoes sẽ bị đe dọa. Mình đoán đây là một trong những bí mật mà Doflamingo dùng để trả giá với Ngũ Lão Tinh. Còn ở vương quốc Ryugi,
đảo Người Cá, nơi vốn dĩ không liên quan gì tới mặt đất và cũng chẳng lo ngại nước biển dâng. Nhưng Shiraoshi vẫn quan tâm tới con người trên mặt đất, câu hỏi cha mình là vua Neptune liệu điều về Capang nói có phải là sự thật hay không. Hoàng tộc Neptune cùng các quan đại thần đều đang tập trung trong cung điện theo dõi buổi phát sóng, nhưng vua Neptune cảm thấy chuyện này thật là khó tin, có lẽ sắp tới lúc Poseidon lộ diện rồi. Quay trở lại đảo Ekhet, hải quân đang ngừng bắn phá, giờ họ tạm thời chia làm hai phe. Một bên tin tưởng những gì về Capang nói, những người này lo cho sự tồn vong của thế giới, của bản thân và gia đình hơn là chiến đấu vì công lý. Mặc dù tuyên bố vừa rồi nghe thật điên rồ, nhưng nhà khoa học vĩ đại nhất đã nói vậy mà hải quân là những người biết rõ nhất về trình độ của Capang. Nửa còn lại thì cho rằng phát biểu này dù đúng hay sai thì cũng gây ra sự hỗn loạn và tàn phá khủng khiếp, thế giới sẽ trở nên mất kiểm soát. Farrakhan hồn mắng nhức về Capang là kẻ dối trái điên rồ, tiếp tục chỉ đạo binh sĩ Berserko. Trên đảo, Ngô Lo Tinh cũng cảm nhận rõ được sức ép từ tuyên bố vừa rồi. Bốn người kia thúc giục Thánh Ma mau chóng tiêu diệt hết mọi sinh vật sống trong La Phase. Chuyện nội bộ chính quyền bị chia rẽ có thể giải quyết sau. Rõ ràng điều mình dự đoán đã đúng, thông điệp của Vegapunk dần dần sẽ khiến hải quân không còn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ nữa. Đội Squad rồi sẽ thay thế bộ máy hải quân trước kia và chính phủ bắt buộc phải huy động đội hiệp sĩ Thánh cùng quân đội của Long Tinh ra trận. Nhìn khung tranh này thì có thể thấy đòn tấn công của Bonnie ở chapter 1113 dường như là vô hại đối với Nasir Zero. Đầu thánh Saturn thì đang bốc cháy, trong khi Mars tiếp tục săn lùng Deidamushi. Chop cũng nỗ lực truy tìm nguồn phát, cô ta vác theo một khẩu pháo laser để phá hủy nó ngay khi tìm thấy. Vừa chạy vừa chửi Vegapunk, nhưng bản thân cô ả cũng là Vegapunk. Có điều tự hack não chính mình thế này thì chỉ thiên tài thì mới làm được. Mình đoán là nguồn phát hoàn toàn không nằm ở Egghead mà ở chỗ Mangadi Dragon. Chẳng tự dưng mà Shaka lại gọi cho thủ lĩnh quân cách mạng và thông báo mình sắp chết. Tất cả là để chuẩn bị cho chuyện này. Tiếp tục với bài phát biểu của Vegapunk, ông biết mọi người không tin vì thật sự rất khó để tin, nhưng ông xin họ hãy nghe mình giải thích. Vegapunk nói rằng một trận động đất sẽ làm rung chuyển cả thế giới này. Nối tiếp thảm họa đó là mực nước biển trên toàn thế giới dâng lên 1 mét, khiến nhiều hòn đảo không còn phù hợp để sinh sống nữa. Người dân như chết lặng sau khi nghe lời tiên tri ấy. Băng Big Bum cũng xuất hiện, nhóm Smoothie và Mondio đều an toàn rời Wano. Chúng đang theo dõi buổi phát sóng ở đâu đó. Smoothie vô cùng kinh ngạc khi Vegapunk dự đoán không sai một ly tất cả sự kiện xảy ra vài giờ trước. Dù ông ta đã chết nhưng vẫn biết mọi thứ. Tuy nhiên, mình không thấy ngạc nhiên lắm vì đoạn băng này được ghi hình chỉ gồm Vegapunk, Shaka và Pythagore, ba người đã hy sinh trong sự cố Egghead. Sự việc được bí mật với cả các bản sao khác. Nếu ông ấy có thể dự đoán trước sự cố Egghead, thậm chí là cái chết của bản thân cùng hai vệ tinh thì mọi thứ đến thời điểm này đều nằm trong tính toán của Vegapunk, chẳng có gì là bất ngờ cả. Thậm chí việc Chop gửi hỏa mẫu cho Ngũ Lão Tinh và chính phủ sử dụng nó cũng không nằm ngoài dự tính, chỉ có hiểu là vì sao Vegapunk hay Shaka không ngăn chặn. Sau một vài giây im lặng, Vegapunk tiếp lời, nếu mọi người vẫn đang lắng nghe, tức là ông đã đoán đúng, vậy thì hãy chú ý theo dõi điều quan trọng hơn ở phía sau. Tại đảo Hải Takachinosu, tên fanboy của Tít chương 1112 còn bận ôm gái, chẳng thèm quan tâm tới bài diễn thuyết của một nhà khoa học, giờ lại đang ôm đầu cảm thấy chuyện này thật điên rồ. Tại sao Vegapunk lại biết trước mọi thứ như thể nhìn thấy tương lai vậy? Ông lão Tonji ở Long Ring Long Ren đã về được nha, nhưng vẫn phải đi cà kheo với nước biển xâm thực hòn đảo. Còn người tạo ra con đường băng giúp ông lão về nhà là Cư Gian đang ngồi theo dõi một cách chăm chú. Cư Gian cuốn băng kín ngực, mặt cũng còn nguyên dấu vết do gáp gây ra. Có vẻ Aokiji bị thương không nhẹ, bọn chỉ huy còn lại khả năng chẳng khá hơn gì. Tất cả đều bị thuyết phục trước dẫn chứng mà Vegapunk đưa ra. Cả thế giới đang chờ đợi điều tiếp theo và kết luận của Vegapunk là có bàn tay của con người trong thảm họa kép vừa rồi, hoàn toàn không phải là thiên tai. Câu nói chọc trúng chỗ hiểm khiến Saturn phát điên, lão tấn công bằng mũ rơm dữ dội hơn nhưng họ vẫn chống trả kiên cường. Dạng hard point của Chopper vô cùng cứng cáp, bị đâm liên tiếp nhưng vẫn không hề hấn gì. Chủ tịch trở thành lá chắn của Robin, những pha quất chân của Saturn khiến thành Usopp ngã chổng vó. Brook thì dễ dàng né tránh nhờ cơ thể nhẹ nhàng cùng sự nhanh nhẹn. Lilith sử dụng một khẩu súng laser bắn vào người lão ta hỗ trợ cho băng mũ rơm. Hạt giống của thành Usopp cũng phát triển và nổ tung. Trong khi Nami sử dụng rớt giáng một cú giật xét thẳng vào đầu Atun. Tuy nhiên cơ thể lão cứ như là bất tử vậy, đánh cỡ nào cũng hồi phục lại, hất văng bộ ba Nami, Brook và Usopp đi chỗ khác. Robin dùng lưới nhện đỡ lấy đồng đội, nhưng Saturn không định dây dưa với họ thêm. Lão ta trèo qua người Chopper, mà kể cả Robin lẫn Lilith, hai mục tiêu đáng lý ra cần tiêu diệt để hướng về phía phòng thí nghiệm. Saturn tiếp tục thi triển đòn trừng mắt, còn mắt bên phải của lão phát sáng tấn công Nami, Brook và Usopp đang định ngáng đường. Lão ta tỏ ra rất vội, tất cả đều tại Vegapunk. Saturn gọi Mars gọi tới hỗ trợ mình. Hai lão tinh sắp sửa cùng xuất hiện ở một nơi. Thánh Mars hỏi tình hình nhà máy năng lượng. Saturn nói nó vẫn an toàn và mình gần tới đó rồi. Đó là nơi cất giấu tội lỗi đầu tiên của Vegapunk.
Đúng như lời giới thiệu của Dragon về Vegapunk cho Kuma nghe, ông ta là một nhà khoa học lập dị với những ước mơ trong sáng tới mức ngô nghê. Vegapunk thừa nhận bản thân ông là người yêu hòa bình, nhưng lại quá ngây thơ tới mức phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi đã bay đến quá gần mặt trời. Mọi cuộc chiến đều bắt nguồn từ năng lượng, vậy nên nếu có thể tạo ra thứ năng lượng vĩnh cửu đủ để chia sẻ cho cả thế giới, chiến tranh sẽ chấm dứt. Từ đó, Vegapunk vô tình tạo ra hỏa mẫu. Nó là một ngọn lửa hiện đang được bảo quản trong một lò phản ứng, trên đó có ký hiệu S108 và ANMU. Lò phản ứng được đổ đầy nước làm mát, nhưng hỏa mẫu không tắt mà vẫn rực cháy. Đó là lý do nó có tên như vậy. Saturn đã vào bên trong, lão sợ dạng yêu quái khổng lồ sẽ vô tình làm lò phản ứng phát nổ nên biến trở lại dạng con người. Saturn dùng gậy dập nổ tất cả Deidamushi trong nhà máy năng lượng, dĩ nhiên chẳng có con nào là nguồn phát cả. Và nhìn khung tranh này có cảm giác mọi con đường đều đang dẫn về Skypie. Trang bìa chapter 472, vẽ Enen đứng ngắm một bức vẽ cổ đại của người Bika. Theo đó, từ lâu có giả thuyết cho rằng Oda đã tiết lộ hết 3 vũ khí cổ đại từ chap này. Cái vòng tròn bị khuất bên trên có hình dạng giống lò phản ứng của Vegapunk, ở giữa cũng xuất hiện ngọn lửa đang cháy giống như Mother Flame. Con tàu trông bằng người có cánh đang đứng ghi chữ gì đó gần giống Pluton. Và cuối cùng là bên dưới là một con vua biển đang săn tôm hùm, có thể đang ám chỉ Poseidon. Và bên cạnh đó, chapter 472 này có tiêu đề Doubt, củng cố giả thuyết nền khoa học của vương quốc cổ đại có nguồn gốc từ mặt trăng. Những người đã đao xuống trái đất di cư sau khi nguồn tài nguyên cạn kiệt vì khai thác quá đà. Thật đúng là cái trailer dài 20 năm, quá là kinh khủng. Trở lại với diễn biến của chương 1114, Hải quân đang tích cực nhắm bắn vào con robot khổng lồ, nhưng đạn pháo hay lửa đều không ăn thua. Nó chẳng thèm đáp trả mà tiếp tục tiến về phía Joy Boy, người hiện tại đang bị Wakiri dí cực gắt. Hết cách, Luffy đành phải biến thành Nika để bay, lửa cháy ngút trời, bốc lên tới ngực hai người khổng lồ. Chuyến này Dory và Brogy có ra được khỏi khu rừng thì cũng bỏng nặng. Họ cố gắng chạy thật nhanh, vậy mà Wakiri chẳng hề hấn gì. Thật sự là đáng sợ, ông ta đã đuổi gần đến nơi. Lúc này, Vegapunk bắt đầu đề cập tới lịch sử trống. Nếu muốn hiểu tường tận câu chuyện thì mọi người cần trở lại khi mọi thứ bắt đầu, cách đây từ 900 đến 800 năm. 100 năm đó vẫn được biết tới với tên gọi là thế kỷ trống. Mọi thông tin về nó đều bị xóa sổ hoặc thất lạc, nhưng vẫn có cách để vén màn bí mật, chính là những tảng Unicrypt. Tại Maringoys, Imu đang theo dõi mọi thứ trong im lặng. Lũ long tinh đầu đất chỉ biết chửi hải quân vô dụng khi không khóa mõm được Vegapunk mà chẳng quan tâm điều chúng đang nghe. Chỉ có Shalia, cô chị gái tên Charlotte, là để ý đến khái niệm thế kỷ trống. Đây là lần đầu tiên cô ta nghe đến nó, chứng tỏ bí mật này được bảo vệ kín kẽ tới mức nào. Ngay cả với Thiên Long Nhân thì đó cũng là trọng tội. Ai phạm phải sẽ có chung kết cục với Thánh Jorgard. Nó cho thấy long tinh thực chất chỉ là đám mù nhìn, được nuôi để làm bình phong cho Imu, hướng sự chú ý của thế giới vào chúng mà không biết đằng sau còn nhân vật khác quyền lực hơn. Tại một hòn đảo nào đó, một người khổng lồ đang ngồi nghe không sót câu nào. Khi Vegapunk nhắc tới Preclip, người khổng lồ ấy vui vẻ ngả lưng lên mấy khúc thân cây, vắt chân ngắm trời mây vô cùng tận hưởng. Ông cười để shishishishi, người khổng lồ ấy không phải ai khác ngoài Jaguar Dinosaur, vị anh hùng đã cứu mạng Robin và mang sách từ Ohara về thư viện Embap, giúp Vegapunk có cơ hội tiếp cận nghiên cứu của giáo sư Clover. Sự hy sinh của Saw đã đem lại quả ngọt, nhưng mà nhìn tay chân so thì không thấy vết sẹo nào, xem ra người đàn ông được đánh dấu bởi ngọn lửa là một người khác. Còn tại thị trấn O-Ring, nơi Luffy đối đầu tứ hải bức ghi cách đây hơn 2 năm, thị trưởng Buddo cùng cô cháu gái đang theo dõi bên cạnh chú chó Châu Châu. Cô bé cầm một cuốn sách về lịch sử, quay sang hỏi ông nội về 20 vị vua sáng lập ra chính phủ thế giới, nhưng thị trưởng Buddo nói mình không biết, hay đúng hơn là ông không tin những gì mà chính phủ tuyên truyền nữa. Lúc này lời nói của Vegapunk mới là sự thật đáng tin cậy nhất. Ông ấy đã đào sâu nghiên cứu thế kỷ trống dù biết đó là hành vi bị nghiêm cấm, nhưng ông sẵn sàng phản bội chính quyền thế giới. Đây cũng là trọng tội thứ hai Vegapunk tuyên bố mình không bao giờ hối hận về việc đó. Mọi người xứng đáng được biết sự thật. Bên ngoài phòng thí nghiệm, Brook đang cầu trời khấn Phật, Jinbei và Zoro mau quay lại. Họ cần đi ngay vì ai cũng bị thương rồi. Robin thì rất muốn biết Vegapunk sắp nói gì. Đây là nguyên nhân khiến quê hương Ohara của cô diệt vong. Bằng tất cả sự tôn trọng, ông cho biết đây là thành tựu to lớn mà các học giả vĩ đại để lại cho nhân loại. Ông chỉ truyền đạt những gì mà mình biết chắc chắn. Vegapunk cho biết không vọ đoán hay thêm thắt bất cứ điều gì, tất cả những thứ mọi người sắp nghe đều là sự thật 100%. Đúng lúc này, mây đảo đột nhiên mở rộng. Brook lập tức hiểu ra đây là ý tưởng mà Edison nhắc đến. Usopp cũng rất thông minh. Thánh phát hiện nếu mây đảo tiếp tục trải rộng tới rìa hòn đảo, Gutterbus có thể được kích hoạt đưa mọi người ra khơi. Chuyển cảnh xuống tầng công xưởng sau khi liều mạng nhảy qua vòm Prontio Dome.
Edison may mắn còn sống nhưng thương tổn lên tới 78%. Cậu ta liên tục thao tác trên máy tính, đó là chiếc máy tạo ra mây đảo cho tầng thí nghiệm. Như vậy, Edison cũng lựa chọn giống như Stussy, hy sinh bản thân ở lại giúp băng mũ rơm trốn thoát. Khi mây đủ rộng, Stussy sẽ thắt vòng cực cho thao dân Sunny bay đi và chỉ có Lilith thoát được. Chưa biết tình hình của Alas thế nào. Trong tràng đôi cuối cùng, Luffy sử dụng 5 đấm khổng lồ thử tấn công qua Kiri lần nữa, bất chấp Rogi đã cảnh báo nó không có tác dụng đâu. Kết quả là cậu ta đau phát khóc, khiến hai ông khổng lồ đang bỏng rát cả người vẫn cười bể bụng, họ phải xin cậu ta đừng tấu hài nữa. Chẳng hiểu có thể con yêu quái Phong Hy này cứng cáp cỡ nào mà áp đảo được cả Luffy như vậy. Ở chương trước, mình có phân tích rằng Wakiri cứng hơn cả Kaido, các cái bư vào ném đá tới tấp. Nhưng khi nằm kẻ mang khi vũ trang đấm con bị phản đam thế kia, bảo Kaido cứng hơn đúng là trò hề. Kaido đề cao tầm quan trọng của Haki nên ông ta không quá tập trung phát triển năng lực Zoan. Ngũ Lão Tinh đều thức tỉnh được Zoan thần thoại, cơ thể dạng quái vật chắc chắn phải cứng hơn. Red Rock không ăn thua còn hiểu được, trừ G5 đấm bị dội ngược thì rõ ràng là dạng Zoan của Wakiri mạnh hơn dạng Zoan của Kaido là cái chắc rồi. Con hàng tanh khỏe nhất sông ra ủi đã áp chế được cả Nika. Giả sử Sunwurm, Jupiter đang độn thổ bên dưới để lên chặn đầu nhóm Luffy, chẳng mấy mà hai ông khổng lồ sẽ bị thiêu chết trong rừng. Nhưng robot của đại đang tới, có lẽ chỉ nó mới đập được Wakiri, vì nó là đồng đội của Joy Boy, người Vegapunk đang nhắc đến trong lời kể của mình. Tuy nhiên, phần kể chuyện này có rất nhiều chi tiết phức tạp, không tiện chen vào giữa các diễn biến trong chương này để đảm bảo tính liên tục. Nên mình sẽ dành nó cho phần 2. Hẹn anh em vào ngày mai. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.